em nha. Thôi mang tạm mấy tờ đã thấy mình đấy. Đây. Để tủ để mình đo hai đầu tủ này nó sẽ bị chập. Để con Soli bị chập IC sạc, à đâu, chập khu sạc. Tẩy rửa đi cho sạch sẽ. Chập khu sạc. Nè, nó chết con tủ rồi này. Nhìn rõ chưa? À, chết con tủ rồi nha. Cách đo như sau. Gắp một con tủ ra. Đây cái con tủ này. Đây là con tủ chết này, chập này, gây ra chập này. Đo hai cái thông. Đấy, thông chưa? Nhìn thấy kim đồng hồ chạy cao tít chưa? Giờ mình đo con tủ ở trong này nha. Nó cũng giống con tủ này, nó ở khu này này. Đây. Vẫn chập. Vẫn thông. Nếu mà thông như này thì các bạn phải nhớ gỡ con IC sạc ra. Thì mình đo con này nó sẽ khác đi, hiểu chưa? Đấy. Gỡ ra thì mình mới đo chuẩn được. Ở đây, đây, đây nó không nên này. Đấy, một que phải chạm ra mát, một que thì để ở trong thì nó mới chuẩn được. Như con này thì thông. Đấy. Ai muốn học sửa điện thoại đến 89 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Hà Nam nhé. Đây có một sư phụ đặc trị những bệnh như này. Ấy gọi điện thoại hỏng anh Quân. Điện thoại hỏng bán nào? À, điện thoại hỏng bán đi. Hôm nay em làm xong rồi thì em nắp nó vào. Đó. Đây. Thì đóng IC cho các bác xem. Yeah.